Xác định trọng tài bắt chính trận Việt Nam với Thái Lan. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, tổ trọng tài người Oman sẽ điều khiển trận Việt Nam tiếp Thái Lan, trong khi trọng tài người Nhật Bản cầm còi trận Việt Nam với UAE. Cụ thể, trọng tài Ahmed Onka là người cầm còi trận đấu đội tuyển Việt Nam tiếp đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11. Ông Ahmed Onka được mệnh danh là Colina châu Á bởi ngoại hình hao hao giống cựu trọng tài nổi tiếng người Italia Pierluigi Colina cùng sự công tâm trên sân cỏ. Trọng tài Ahmed Onka không phải là nhân vật xa lạ với bóng đá Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, ông Ahmed Onka điều khiển hai trận của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đó là trận gặp Syria ở vòng bảng và trận gặp Uzbekistan tại chung kết. Tại vòng chung kết ASEAN Cup 2019, trọng tài Ahmed Onka là người cầm cân nảy nực trong trận tuyển Việt Nam thắng Yemen 2-0 ở vòng bảng. Trong khi đó, bắt chính trận Việt Nam gặp UAE vào ngày 14 tháng 11 là vua thẻ. Người Nhật Bản Sumbe Ida Ông Zumbaya được phong cấp trọng tài FIFA vào năm 2011, có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các giải đấu lớn tại châu Á như AFF Champion, Language, Asian Cup và vòng loại quân cúp 2018 khu vực châu Á. Trọng tài Zumbaya cũng là người quen với bóng đá Việt Nam. Khi ông từng điều khiển trận đội tuyển Việt Nam thắng chủ Thái Lan 1-0 tại Kiên Cup, Hồi tháng 6 năm 2019 Trước đó, trọng tài Zumba Iya từng điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa và câu lạc bộ Hà Nội cuối mùa giải thứ 5 Lê năm 2017 Trận đấu có ảnh hưởng đến ngôi vô địch của giải đấu Mùa giải thứ 5 Lê Nguyệt năm 2017 Trận đấu có ảnh hưởng đến ngôi vô địch của giải đấu